Hội đồng kiểm tra chính thức gật đầu, tàu cáp linh Hà Đông chờ ngày lăn bánh. Đề xuất gần 3 tỷ đô la Mỹ xây nhà cho công nhân. Chi sai hàng trăm triệu đồng từ nguồn phụ huynh đóng góp tại các trường học. Từng có lô hàng dính sát COVID-2, quản nên xét nghiệm hàng hóa. Phó viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân Bạch Long Vĩ bị triệu tập để điều tra. Bị phương giữ xe trái luật, kiện đòi bồi thường 1,7 triệu đồng, án sơ thẩm tuyên 14 triệu thưởng gần 9 triệu đồng khi sinh con thứ hai khó khả thi như muối bỏ bể kính chào quý vị mời quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên mạng xã hội Snapchat nơi chúng tôi sẽ cho đăng những nội dung không có trên YouTube và tiếp sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của một tin trong nước trưa vào ngày 30 tháng 10 của DKN TV Quý vị vào chiều tối ngày 29 tháng 10, hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã họp xem xét đánh giá kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông. Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã thông báo, ngày 9 tháng 9, thành viên đã chấp thuận đồng ý kết quả nghiệm thu có điều kiện của chủ đầu tư để đưa công trình đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông vào khai thác giai đoạn đầu. Hội đồng kiểm tra nhà nước là cửa ải cuối cùng mà dự án Cát Linh Hà Đông phải vượt qua. Trước đó, vào hồi tháng 5, liên danh tư vấn viết tắt là ACT đã cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án này sau thời gian tiến hành đánh giá từ năm 2018. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã lưu ý, Bộ Giao thông Vận tải phải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, ra soát toàn bộ các hệ thống, thiết bị phục vụ vận hành trước khi bàn giao đưa vào khai thác dự án đồng thời ra soát công tác chuẩn bị nhân lực, các điều kiện bảo đảm vận hành thực tế và các phương án xử lý các tình huống có thể phát sinh trong quá trình khai thác, nhất là đối với các phát hiện liên quan đến vận hành đã được tư vấn ACT đánh giá an toàn hệ thống khuyến cáo. Theo ông Vũ Hồng Trường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 1 thành viên Đường sắt Hà Nội, Metro Hà Nội cho biết, đơn vị đã sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận vận hành khai thác tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Metro Hà Nội cũng đã báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về kế hoạch khai thác trong giai đoạn đầu vận hành. Vào ngày 29 tháng 10, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị vận hành, khai thác thực tế tại hiện trường dự án. Đoàn công tác của Hội đồng đã thực hiện kiểm tra công tác vận hành khai thác thực tế trên toàn tuyến. Đồng thời, thị sát các khu hướng dẫn sử dụng vé, phát vé, quản lý, điều hành của một số phòng chức năng tại một số nhà ga các linh, phùng khoang và yên nghĩa. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã cho biết, vào tháng 7 vừa qua, Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương liên quan đề xuất các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng chấp nhận đưa vào chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19 gói tín dụng và cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Với hai gói tín dụng có tổng số tiền là 65.000 tỷ đồng. Trong đó, gói tín dụng 15.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021 đến 2025. Đáng chú ý là gói tín dụng 50.000 tỷ đồng theo hình thức ngân hàng nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại để cho các đối tượng được vay ưu đãi bao gồm công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp khu chế xuất. Chủ đầu tư dự án nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp thuê, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng theo quy định của luật nhà ở. Thứ trưởng Sinh đã cho biết nếu kiến nghị được chính phủ chấp thuận, nguồn vốn đầu tư công được bơm ra sẽ tạo động lực lớn, tác động tích cực lên nhiều mặt của nền kinh tế. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên Học viện Tài chính, nhận nhận nhu cầu nhà ở xã hội, nhà công nhân lâu nay rất lớn mà chưa được quan tâm nhiều. Nếu 65.000 tỷ đồng được chính phủ chấp thuận cũng chỉ là nguồn vốn mồi để kích thích các nguồn lực khác của xã hội dồn vào phát triển nhà ở cho người lao động. Nguồn vốn này và cơ chế chính sách hỗ trợ sẽ tác động đến thị trường tài chính, hút vốn vào ngành xây dựng sản xuất, phân bổ đồng đều hơn nguồn lực kinh tế. Đáng lẽ ra, việc xây dựng nhà ở xã hội, nhà công nhân phải được chú trọng từ lâu trước khi có dịch bệnh COVID-19 để giúp cho người lao động ổn định cuộc sống, hạn chế được tình trạng thiếu hụt lao động tại các khu công nghiệp khu chế xuất như hiện nay. Nhưng muộn còn hơn không? Phó giáo sư tiến sĩ Thành đã nói, nhưng cũng cho rằng sẽ khó khăn để bố trí đầy đủ được 65.000 tỷ đồng khi ngân sách đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy mà khi nguồn lực còn hạn chế thì còn phải biết tập trung vào địa phương trọng điểm. Đối tượng cụ thể đang cần kiếp được hỗ trợ chứ không nên dùng chung chung, khó tạo ra hiệu quả rõ rệt. Có thể chọn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương làm trọng điểm trước, do đó là những nơi tập trung dân số cao, có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất. Từ đó mà đánh giá hiệu quả. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam đã cho rằng, kiến nghị gấp 65.000 tỷ đồng của Bộ Xây dựng nếu được chấp thuận sẽ giống như trận mưa rào đổ xuống vùng đất đang hàng hán. Tạo động lực phát triển không chỉ là cho ngành bất động sản mà còn cho ngành khác của xã hội. Tuy nhiên, cần phải làm rõ những vấn đề như là cơ chế giám sát, kiểm soát đối tượng hưởng ưu đãi nếu không kiểm soát tốt, công khai, rất dễ nảy sinh tiêu cực, ưu đại sẽ không đến được đối tượng cần thiết. Thú vị vào ngày 29 tháng 10, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lê Cưu, Gia Lai đã thông tin đang phối hợp với ngành chức năng liên quan để đôn đốc các trường hợp nộp lại các khoản chi sai mà thanh tra đã nêu quý vị vào hôm qua ngày 29 tháng 10 phòng giáo dục và đào tạo thành phố Pleiku gia lai đã thông tin đang phối hợp với các ngành chức năng liên quan để đôn đốc kế trường nộp lại các khoản chi sai mà thanh tra đã nêu. Trước đó thanh tra thành phố Pleiku gia lai đã có kết luận về các khoản chi sai trong quy định quản lý sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh trong 2 năm học 2019 đến 2020 và 2020 đến 2021 tại 33 trường trên địa bàn với tổng số tiền chi sai là hơn 822 triệu đồng. Cụ thể, từ kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh ở 33 trường học trong năm học 2019 đến 2020 đã chi sai quy định hơn 410 triệu đồng. Năm học 2020 đến 2021 là 411 triệu đồng. Qua xác minh, các khoản chi sai quy định trong thực tế đã chi cho các hoạt động học tập của học sinh tại các trường là hơn 813 triệu đồng trong đó thanh tra thành phố Pleiku đã không đề nghị thu hồi hơn 813 triệu đồng này. Riêng số tiền 8,9 triệu đồng đã chi hỗ trợ giáo viên nhân viên, thanh tra thành phố Pleiku đã đề nghị thu hồi lại để trả lại cho cha mẹ học sinh. Ngành thanh tra cũng đã nêu rõ nhiều trường đã ban hành kế hoạch vận động tài trợ, 4 trường vận động tài trợ bằng tiền mặt và 8 trường là bằng hiện vật. Có phê duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku. Tuy nhiên các trường hợp thực hiện theo quy định. Cụ thể các trường không ban hành quyết định thành lập tổ tiếp nhận và sử dụng nguồn tài trợ, ban hành quyết định tài trợ nhưng không có thành viên của ban đại diện cha mẹ học sinh, chưa công khai kế hoạch vận động trước khi tổ chức thực hiện. Theo thanh tra thành phố Pleiku, trong thời điểm học sinh không đến trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào tháng 2 năm 2021, trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh có tổ chức dạy trực tuyến một số môn nhưng chưa đầy đủ các môn. Nhà trường chưa trả lại học sinh số tiền là hơn 5,2 triệu đồng là chưa đúng quy định về thu chi học phí. Thanh tra đã đề nghị các trường tổ chức thu hồi và hoàn trả lại các khoản tiền tri sai nội dung quy định từ kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Các khoản thu theo thỏa thuận, tiền tồn từ kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, với tổng số tiền là hơn 257 triệu đồng. Hiện thanh tra mới có kết luận của 33 trường, vẫn còn 33 trường đang tiếp tục kiểm tra. Khi kiểm tra hết 66 trường thì phòng giáo dục và đào tạo sẽ hợp để đánh giá, xử lý những vi phạm và tồn tại. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Pleiku đã thông tin. Thưa quý vị, từ ngày 18 tháng 10, Quảng Ninh đã khuyến cáo thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp real time PCR mẫu gợp trên hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu Bắc Bắc Luân. Tại cửa khẩu Bắc Luân 2, lớp mở cầu phao km 3 4, Hải Yên Móng Cái đến từ vùng dịch. Vị trí lấy mẫu cụ thể là tay nắm cửa xe thành trong container, bề mặt bao bì và hàng hóa. Trước đó vào hồi tháng 9 năm 2021, phía Trung Quốc đã dừng thông quan 3 lần tại cửa khẩu. Lối mở biên giới Quảng Ninh khi phát hiện lô hàng thủy sản, hoa quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Do đó, việc lấy mẫu xét nghiệm là động thái tích cực của địa phương và sự đồng thuận rất lớn của cư dân biên giới, doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Lãnh đạo một công ty logistics cho biết, doanh nghiệp này thường xuyên xuất nhập khẩu nông sản qua cửa khẩu Bắc Luân 2, nên luôn chấp hành đầy đủ quy định của tỉnh về việc lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 người, phương tiện, hàng hóa, để hàng hóa sớm được thông quan thuận lợi. Theo thành phố Móng Cái, từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 10, tại khu vực cửa khẩu, lối mở trên địa bàn thành phố đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 370 xe. Trong đó có 164 xe hoa quả, cầu phao là 137 xe, bắc luân 2 là 27 xe, 206 xe tôm, cá đông lạnh. Kết quả xét nghiệm các xe hàng đều âm tính. Thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 10, đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hải Phòng đã xác nhận ông Nguyễn Thế Trung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân quận Đồ Sơn, hiện là Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ, đã bị Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hải Phòng ra quyết định tạm đình chỉ công tác để phục vụ hoạt động của cơ quan điều tra Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao. Thời hạn tạm đình chỉ là 15 ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 10. Đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết thêm, Cục điều tra tội phạm của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao cũng đã ra quyết định triệu tập ông Nguyễn Thế Trung để phục vụ công tác điều tra. Trước đó vào tháng 8 năm 2021, cơ quan điều tra Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã có kết luận điều tra vụ án làm sai lệch hồ sơ vụ án vụ việc đã xảy ra tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, khiến cho một loạt cán bộ công an quận Đồ Sơn bị bắt giam. Liên quan đến vụ việc làm sai lệch hồ sơ trong vụ án sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Hải Sơn, 86 trên địa bàn tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn. Đến nay, thì cơ quan điều tra Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, đề nghị truy tố các bị can đều là các cán bộ công an quận Đồ Sơn với tội danh lợi nhận hối lộ trong vụ án. Nguồn tin của báo Người lao động đã cho hay, theo điều tra bước đầu từ cơ quan điều tra Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, Nguyên phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an quận Đồ Sơn, Nguyễn Hữu Cường, đã khai được ông Trần Tiến Quang và Phạm Quang Tuấn đã chỉ đạo việc nhận tiền. Trực tiếp nhận 680 triệu đồng từ người nhà các đối tượng, được một số cán bộ chiến sĩ trong công an quận, đưa tổng cộng là 390 triệu đồng để Cường có trách nhiệm phân phối số tiền này cho các đối tượng trong vụ án. Đối với số tiền này, Cường đã khai nhận đã chia lại cho các đối tượng trong vụ án, cho ông Quang và một số cán bộ khác. Ngoài ra, Cường cũng được Phạm Quang Tuấn nói có chia cho ông Nguyễn Thế Trung, Phó viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân quận Đồ Sơn là 200 triệu đồng. Theo nhận định từ kết luận điều tra vụ án, do thời gian tạm giam đối với đối tượng trong vụ án đã hết, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ, chứng minh là 6 người là công an quận Đồ Sơn có hành vi phạm tội làm sai lệch hồ sơ vụ việc vụ án. Được biết sau khi có kết luận điều tra vụ án, ông Trần Tiến Quang đã có đơn xin nghỉ chữa bệnh, sau đó được công an thành phố Hải Phòng điều động về làm việc tại một phòng nghiệp vụ thuộc công an thành phố Hải Phòng. Vào tháng 9 năm 2021, ông Nguyễn Thế Trung được điều động làm phó viện trưởng viện kiểm soát nhân dân huyện Bạch Long Vĩ. Thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 10, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án hành chính, khiếu kiện và bồi thường thiệt hại giữa người khởi kiện là công ty Hồng Hoa Long và người bị kiện là ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu Đà Nẵng. Hội đồng xét xử đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, với những nội dung như sau. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của công ty Hồng Hoa Long về hành vi hành chính giữ xe đào bánh lớp biển số 43LA. Tuyên bố hành vi hành chính của Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc giữ xe đào bánh lớp trên là trái pháp luật. Bộ Ủy ban Nhân dân phường phải chấm dứt hành vi giữ xe trái pháp luật trả lại xe đào bánh lớp trên. Công ty có quyền nhận xe tại gara HM không chấp nhận yêu cầu bồi thường 1,7 tỷ đồng cho công ty Hồng Hoa Long. Bộ Ủy ban Nhân dân phường phải bồi thường là hơn 14 triệu đồng tiền hư hỏng xe cho công ty. Theo hồ sơ công ty Hồng Hoa Long và ông NLVT có ký hợp đồng thuê xe đào để thực hiện toàn bộ công việc sửa chữa đường, khai thác keo, xử lý thực bì, đào hố trồng cây tại tiểu khu 4A cầu đôi. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2019, công ty đã sử dụng xe đào bánh lớp. Theo hợp đồng, thì cán bộ Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc đã lập biên bản đưa xe về phường. Nhận thấy Ủy ban Nhân dân phường không lập giao biên bản tạm giữ, không kiểm tra tình trạng xe, nên công ty Hồng Hoa Long đã làm đơn cứu xét gửi phường, nhưng không nhận được trả lời thỏa đáng. Và phường đã chuyển hồ sơ cho Hạ kiểm lâm quận để xử lý. Công ty này đã kiện Ủy ban Nhân dân phường yêu cầu chấm dứt việc tạm giữ xe trái pháp luật trả lại xe và yêu cầu bồi thường thiệt hại trong thời gian xe bị giữ là 414 ngày và hơn là 1,7 tỷ đồng. Bản án sơ thẩm tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường hơn 1,7 tỷ đồng. Bộ ủy ban nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc bồi thường hơn 14 triệu đồng cho công ty. Công ty Hồng Hoa Long đã kháng cáo bản án sơ thẩm. Thưa quý vị, theo dự thảo đề cương luật dân số do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo đang lấy ý kiến để trình chính phủ. Đề xuất phụ nữ ở vùng đang có mức sinh thấp, được hỗ trợ một lần, bằng tiền ít nhất là tương đương một lần mức lương tối thiểu vùng khi sinh con thứ nhất. Tương đương hai lần mức lương tối thiểu vùng khi sinh con thứ hai. Mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng, gồm vùng 1 là 4,42 triệu đồng, vùng 2 là 3,92 triệu, vùng 3 là 3,42 triệu, và vùng 4 là 3,07 triệu đồng. Các chuyên gia đã nhận định giải pháp khuyến sinh bằng cách là thưởng tiền cho người đã con thứ hai là khó khả thi, như là muối bỏ bể, mà cần đa dạng hóa các giải pháp. Giáo sư Nguyễn đình Cử, Nguyên viện trưởng Viện Dân Số và các vấn đề xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nhận định, việc tặng tiền là khó khả thi vì ba lý do. Thứ nhất về phía nhà nước, với 21 tỉnh thành có mức sinh thấp nhất có dân số là bằng khoảng 39% dân số cả nước, tương đương khoảng là 39 triệu dân. Mỗi năm có khoảng là 600.000 trẻ em ra đời. Theo giáo sư cử ước tính. Nếu mỗi bé được hỗ trợ 2 tháng lương cơ bản là khoảng 9 triệu đồng thì cần đến là 5.400 tỷ đồng trong một năm. Số tiền này quá lớn, ngân sách nhà nước khó mà bảo đảm. Thứ hai là về phía gia đình mỗi gia đình chỉ nhận được 9 triệu đồng để nuôi thêm một con đến 18 tuổi thì lại là quá ít. Ông Cự đã phân tích, ở các vùng sinh thấp nhất là Đông Nam Bộ, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, có mức sinh thấp do nhiều người nhập cư. Nhiều cặp vợ chồng có thể còn lo công việc, thu nhập trung bệnh cao nhất nước, nhưng chi phí cũng khá đắt đỏ như là thuê nhà, tiền học cho con, đưa đón con. Tiền thưởng 9 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình gần như chỉ là muối bỏ bể thứ ba ông cử đã đánh giá thời buổi hiện nay người cao tuổi hầu hết có lương hưu trước đây có câu trẻ cậy cha già cậy con nhưng giờ thì trẻ cậy cha già cậy lương hưu vì vậy mà nhu cầu dựa giảm vào con cháu khi tuổi già đã giảm bớt nhiều khiến cho mức mưu sinh cũng thấp hơn theo giáo sư cử giải pháp về hỗ trợ kinh tế từ phía nhà nước chỉ mang giá trị tinh thần nhà nước ủng hộ khuyến khích các gia đình đẻ hai con để hiệu quả cần phải đa dạng hóa các giải pháp Ví dụ như là cần truyền thông thúc đẩy sự tham gia của nam giới, chia sẻ với phụ nữ công việc gia đình, chăm sóc con cái, để người phụ nữ cảm thấy bớt gánh nặng. Phụ nữ hiện đại cũng đi làm, kiếm tiền, chăm lo cho cuộc sống gia đình, giảm bớt áp lực kinh tế lên người chồng. Kinh tế vững chắc sang sẻ việc gia đình sẽ khiến cho cặp vợ chồng suy nghĩ đến việc sinh thêm con. Cùng quan điểm cần đa dạng hóa các giải pháp, ông Phạm Chánh Trung, chi cục trưởng chi cục dân số, kế hoạch hóa gia đình thành phố Hồ Chí Minh đã cho rằng chính sách khuyến sinh bằng cách thưởng tiền không phải là giải pháp mới. Một số quốc gia có mức sinh thấp như là Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan cũng đã sử dụng giải pháp này. Tuy nhiên thì đối với Việt Nam, đây là một giải pháp rất mới. Trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành phố đang bắt đầu diễn ra tình trạng mức sinh thấp trong những năm gần đây. Đã có những kinh nghiệm từ các quốc gia trước nên chúng ta có thời gian để cẩn trọng trước khi triển khai các giải pháp này vì trên nhiều nghiên cứu, giải pháp thưởng tiền chỉ là một phần trong rất nhiều giải pháp kết hợp. Ông Trung đã phân tích. Theo ông Trung, trên thực tế, áp lực về điều kiện chăm con đối với các cặp vợ chồng hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh là rất nhiều, như là nhu cầu nhà ở cần phải ổn định, giáo dục con cái trong môi trường tốt từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành, chăm sóc y tế cho sức khỏe cả nhà, bên cạnh sự cạnh tranh về việc làm, giá cả và chi phí đắt đỏ. Quyết định sinh ít con của các cặp vợ chồng xuất phát từ các nhu cầu chính đáng là sinh con và nuôi dạy con trong điều kiện tốt nhất khả năng của họ. Ngoài ra, hiện nay phụ nữ tham gia nhiều hoạt động xã hội, áp lực về việc gánh vác công việc gia đình và chăm sóc con cái cũng rất lớn. Do đó, ông Trung cho rằng khi triển khai các chính sách khuyến sinh, cần phải lắng nghe các ý kiến của chính người dân và tham khảo nhiều ý kiến khác của các nhà nghiên cứu, chuyên gia để có những bước đi chắc chắn và hiệu quả hơn với nhiều giải pháp đồng bộ xuất phát từ các nhu cầu của các cặp vợ chồng. Kính thưa quý vị, một tin trong nước trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.